Người đàn ông lông mũi ăn trầu. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Anh tin tiền mới trả lời bao nhiêu tiền? Lấy nha. 45 triệu tiêu mất 15 triệu là 60 triệu đúng nói. Có một buổi chiều mà ông tiêu 15 triệu, ông tiêu gì dữ vậy? Trả tiền sân 4 triệu, trả tiền ăn 4 triệu, 8 triệu. Rồi mua đồ đặt bạc cái này lấy 5 triệu là 15 triệu đúng nói. Mua gì? Rồi sao? Hả? Rồi sao? Thì chia cho mày một ít thôi. Chia nhiêu? 10 triệu được đó. Cho 10 triệu hả? 10 triệu rồi. Ở nhà thôi, để mà dùng. Thôi, nhanh đi. Đi thôi, để mà mày cho ba thêm 10 triệu là 20 triệu để mà ăn bánh. Bánh gì? 10 triệu lấy làm gì? Thôi lại đi, có còn hơn không? Có 60 triệu, cho mẹ 10 triệu lấy nhiều. Người ta sử dụng hết 15 triệu rồi, người ta còn có 45 triệu nữa thì đưa cho mày 10 triệu đúng rồi. Ở nhà thì hơn tình nhà xuống con nàng. Vậy? Thôi 10 triệu ít không lấy đâu. Mới lấy là tiền đồ xăng xe 1 triệu rồi kìa. Thôi nhận đi. Thôi. Thôi, cố gắng nhận đi. Thôi, 10 triệu ơi. 10 triệu mà lấy gì? Thôi. 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 Vớt. Thôi, không làm phước gì. Thôi, không lấy đâu nè, trả đó. Mày trẻ không lấy đâu, ít tiền. Thôi, không khóc. Lẽ còn hơn đuôi. Ủa, có 60 triệu cho tôi có 10 triệu. 60 triệu nhưng mà chi phí hết 15 triệu rồi. Ăn uống, chơi bời. Rồi, nhanh đi. Thôi, 10 triệu lấy gì. Nhìn đi cho ba vui. Thôi. Ba cái đít mũi rồi. Thôi. 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 Thôi, nhìn này. Thôi. Ra, không lấy. Thôi, nhìn đi. 10 triệu lấy gì, đồ xe răng. Má chê tiền. Thôi, nhìn đi. Thôi. 10 triệu mà lấy gì? Để xài đi. Ai nào. Mày mà cô. Chạy mất hết 1 lít máu à. Cắt lông mũi thôi. Không nên thân. Giờ nó chảy rồi. Để nó coi chút xíu mũi mà mày đập. Biết chừng nào mới hết nữa. Có khi nào nó chảy tới sáng không? Làm như mà bị tiểu đường vậy. Làm gì máu không đâu. Mày nói rồi. Mày đúng. Mũi sao để vậy đi, mắc gì phải cắt. Cắt luôn cái thịt luôn, thịt mũi. Không đâu dễ sợ. Bệnh dễ sợ luôn á. Thôi lấy tiền mua thuốc đi nè. Cái 60 triệu cho vợ 10 triệu. Để nó mà dùng. Mấy thằng này vợ có cho tiền đâu. Còn sử dụng tiền. Tiền sức lao động. Lao động gì? Lao động hiểu không?